Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh DTD Vlog của mình nha anh em. Thì sáng nay mình tính đi là một cái dự án này, làm lại cái bô. Thì đây là cái bô của mình nha mọi người. Cái bô mình móc cho 68+4, nhưng mà đợt trước nó vậy nè mọi người, nó rất là phườn rà ha. Thì đợt đó mình đi cái đích là nó có 32. Đó, mình đi đích bô 32 nha anh em. Xong rồi cái tự nhiên mình về mình chạy mình không có ý được là mình móc cái ruột rất là to để cho đi cái cổ bô 32, cái đích bô 32. Xong mình đi mình không ưng anh em. Bắt đầu mình mới về mình móc lên 38, xong mình chạy mình không ưng. Cái mình lên 40. Thì hiện tại bây giờ là đang ở đích 40, lưới hình như tới 65, 68 gì anh em. Lưới rất là to. Thì chạy rất là đù. Nói chung là nó được cái đề nhẹ cái thôi anh em. Còn là cái hậu là cảm giác nó tuột luôn. Cái hậu rất là tệ. Chạy hôm bữa chạy với chiếc 68 Vinvin Sa Chia thử anh em, nhưng mà chạy dắt nó được có tí xíu anh em. Là cái hậu rất là dở ha. Thì đợt này bữa nay mình sẽ đem xuống mình nhờ ông anh ổng sửa lại cho cái lưới nó nhỏ lại anh em, vẫn giữ đích này ha, sửa cho cái lưới nó nhỏ lại cho nó đúng cấu hình lại ha anh em. Thì lưới tầm 60 thôi cho nó đúng cấu hình, 60 hoặc 58 gì đó, mình đi cho nó nhẹ nhàng lại mọi người, cho nó đúng cái bài của nó ha. Thì xe bữa giờ cũng đi mỗi ngày á, cho nên là nó cũng hơi ồn. Hôm nay dạo này á thì cũng căng thẳng anh em cũng biết rồi á, đi cái lon thì nó hơi ồn anh em. Cái lon mình đi là AHM3 chung thì nó cũng đỡ hơn là những cái lon ngắn rồi anh em. Cái lon này nó dài tầm 30 á, nó dài tầm 30, 25, 30 gì á, thì ấy 30 chứ, tầm 30cm thôi anh em. Đó, thì nó cũng đỡ ồn hơn, nhưng mà khi anh em dặn nó vẫn quát lắm. Cho nên là mình tính đi cái bô móc cho nó êm hơn xíu nữa anh em, để đi làm mỗi ngày cho nó đỡ xíu. Cái lon thì chạy đã thiệt anh em, nhưng mà nó sẽ la hơn là những cái bô móc ha. Đó. Ê, trời. Vãi chưởng. Trời, sao mà cái áo mưa dính đây luôn anh em ơi. U chà. Wow. Thiệt tình luôn. Ủa dính rồi nào ta. U là trời. Cái áo mưa nha anh em. Gì nữa đây. À đây miếng này anh em. Wow nhớt không luôn. Ghê gớm, thì ngày qua mới xịt dưỡng sên anh em. Thì đợt này mình xài cái dưỡng sên này nè mọi người, vẫn là nhớt 300V nha. À, cái dưỡng sên Lucen 9941. Thì cái này là dạng mỡ bò xanh đó anh em cũng biết rồi. Thì mình thấy nó cũng ok lắm, nó bám sên rất là tốt anh em. Đây thì những cái thùng xăng Sa Chia đây anh em, đang làm lỡ dở. Thì cái thùng Sa Chia này tầm 6.3 lít nha. Bữa mình có test thử cho anh em xem, thì cái mẫu mình để vậy mình không có sửa lại. Thì tầm 6.3 lít, nó cũng nhỏ gọn vừa thôi anh em, đủ đi thon xe ha. Này mình đang hoàn thiện chứ chưa hoàn thiện nha anh em, còn đánh bóng đánh bát rồi nữa, nhiều thứ lắm, bát kẹp này kia nữa, rất là điếu đuối. Bữa nay bận quá nên còn bỏ 3 cái, đang để 3 cái chưa làm xong anh em. Wow, vừa làm công ty về vừa đi quay vlog rồi đi làm này kia nên cũng hơi bận anh em, nhiều khi cũng ít có thời gian gặp anh em á. Wow, xe thì giọng nồi thôi, bình giọng nồi khó hết được anh em. Cho anh em nghe tiếng máy, tiếng giọng nồi ha. Rồi, không nổ luôn. Ngựa bấm đời, không lên ga cho nó lên nó dễ nổ mọi người. Chứ thật tình lên ga lên nhẹ lắm. Đây là tiếng bô nè anh em. Đây là tiếng giọng nồi ha. Đây là tiếng đô và đây là tiếng giọng nồi. Nghe rất là nhức nách luôn. Giọng nồi thì khỏi chê vào đâu được. Đây, bóp con lại đỡ được xíu, cũng vẫn còn nha anh em. Cái tiếng bơm xăng đít leo nó kêu rất là to. Bơm điện thì im ru. Nhiệt độ máy mình nổ nãy sơ cái rồi là đang 46 độ nè nè. Rồi bây giờ mình chạy xuống tiệm ông anh ha. Thì dạo này nó hơi căng thẳng cho nên là đi cái bô móc cho nó im nha anh em. Tí nữa móc xong rồi mình sẽ nổ máy cho anh em nghe luôn. Anh em nhìn nghe nó la nè. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Thật là vãi chưởng. Mày không nổ luôn. Lên ga dễ nổ lắm mọi người. Anh em nghe la ớn không?
Thôi giờ mình sẽ chạy xuống dưới ông anh mình móc cái bô mình quay cho anh em xem tiếp nha. Dạo này căng thẳng khỏi chơi luôn mọi người. Chốt thổi cồn nè, chốt chụp hình thẻ có kèm số quá trời. Rồi tối thì đi tuần đi dạo căng thẳng lắm. Chung là hôm bữa giờ toàn là cất xe không à, đi làm bằng xe nhỏ không mọi người. Bằng quay stream bằng quay lo quẩy người ta gọi là quay lõ nè. Thì bữa giờ đi quay không à. Nay sắp cái bô xuống sửa để có gì đó êm ái đi đi làm cho nó êm xíu nè. Tại xe này mình đi mỗi ngày mọi người. Chạy sướng quá. Mà phải dyno lại nữa. Móc cái bô xong là phải dyno ha. Hàng FI mình nó khó chịu vậy mọi người. Chứ nó không giống xăng cơ vẫn chạy được. Nhưng mà FI là nó đặc biệt, nó là phải đúng xăng nha nè. Bô ém thì nó sẽ dư xăng, còn bô thoáng thì nó sẽ thiếu xăng. Thoáng gắn từ ém qua thoáng thì nó sẽ dư xăng, mà gắn từ thoáng qua ém thì nó sẽ thiếu xăng nha nè. Cô kia gạt chưa gạt chân trống cũng thấy thọt dò kiểm rồi mình có gạt chưa anh em. Không gạt chân trống ba tẹo. Chui chét cuộc đời thì buồn dễ sợ. Nay kiếm tiền không khó. Dân khổ thêm nha anh em. Rồi, tới tiệm của ông anh rồi. Gần rồi mọi người. Nói chung cách nhà mình tầm khoảng 1 km. Wow, vô hẻm cái xe nó la nè. Này mà bắt phai cái nữa rồi thấy chén bát ly nhạo nó bay. Nó bay díu đã lắm. Bác nói nghe đùng đùng là biết mối của anh Tiền à. Biết hả? Nghe bô im là biết mối của anh Bình rồi. Nghe đùng đùng là biết mối của anh Tiền. Hay thiệt chứ. Ông anh đang mài cái lưới nữa nè anh em. Rồi tháo cái bô xuống ha. Cái bô này nói chung là lúc móc trải nghiệm thì chạy thì được hết anh em. Giống như người ta nói là đi không được, đi được xong được. Quan trọng là có vừa ý không thôi. Chứ đã đi là phải được nha anh em. Mạnh yếu gì cũng phải được. Bô đúng bài á, thì nó sẽ phát cái xe. Giả sử sắp đúng thì nó sẽ phát cái xe để có hậu có. Còn móc thoáng quá thì để có hậu không có ha. Còn ém quá thì hậu đề gì thì bí tùm lum tùm le luôn. Nói chung là đuối lắm. Đố anh móc. Đố anh em ngầu liền. Ngầu liền anh em. Giờ ông làm cái lưới này lưới 60 phải nè. Cho nó nhỏ lại anh em. Lưới đang trong này như 68. Thì để em có gọi anh trước mình đem xuống cho anh làm mình ha. Bây giờ mình bóc cái bô mình ra. Cái này mình quấn lâu lắm rồi. Mà bữa mình quấn anh em là mình không có rửa luôn. Tính ra là mình ẩu lắm á mọi người. Làm biến anh em. Rồi là có cái bệnh làm biến không bỏ. Đây. Cái bô dày mà đi quấn lại được nè. Hay không anh em. Bụi nè. Cát đất gớm ghiếc luôn. Ốc titan mà nó hành màu gì luôn rồi chứ không phải titan nữa, hay gớm luôn. Đây ha, đứt 40 ra nè. Ui, bữa rớt sao mớp rồi nè, không thấy luôn ta. Nay mới thấy mớp rồi mọi người. Cái hướp đâu rồi. Kéo thử cá chê coi. Lọt lòng 38 nha nè. Ống 40 mà lọt lòng 38. Đúng rồi, 38mm. Nghe được rồi anh em ơi. Không to không nhỏ, vừa đủ rồi, mình thích gì thôi. Thế nên mình với anh sẽ gỡ ra kiểm tra nha anh em. Giờ đây là cách anh quấn lưới nè mọi người. Dùng eto để quấn lưới, ép lại. Quấn lưới lại rồi mới hàn đồng cho cái lưới nó cứng lại. Xong rồi bắt đầu mới đem vô, bỏ vô trong đây nha anh em. Thì cái lưới này nó dày, này nó dài tầm khoảng 30-35 gì á. Tầm đó. Mình mới vừa rớt cái ốp bô ra nha mọi người.
thì cái chụp bô với bô mới rớt ở đây nè. Thì bây giờ để mà rớt cái ruột ra được thì nếu mà anh em móc một cái bô mới ha, thì sẽ cắt ở đây, cắt ở đây, cắt hai chỗ nha anh em. Thứ nhất là nếu mà với bô zin thì bữa mình cũng quay anh em xem á, là cắt ở đây bắt đầu anh em thọt cho nó lủng hết cái vách ở trong mới lấy cái ruột ra, rồi cắt ở đây để lấy tàn ong được ra đó, cho một cái bô nó thông suốt hết. Thì những cái bô zin nó sẽ có vách 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 và vách, nó có 3-4 vách ngăn á, thì nó sẽ làm cho cái bô nó êm ái, nó không có nổ to ha. Còn những cái bô móc của mình á, thường là mình sẽ đi suông từ trong ra ngoài luôn, ít ai đi vách đó mọi người, khó làm lắm, chứ không phải là mình cũng chưa ai thấy ai đi hết, chủ yếu móc cho thoáng mà. Nên là nếu mà trừ cái bài bô xăng lửa móc bỏ bầu hoặc là gì đó thì nó sẽ còn vách thôi, còn lại hầu hết là những máy lớn nó sẽ suông ra luôn. Bây giờ ông anh sẽ đo ở đây và ông cắt thì ông lấy cái ống lưới, ống sắt cũ mình ra, anh thay là cho mình cái ống lưới này ha. Thì đợt này mình đi 60 đít 38 nha nè, 60 đít 38 thì cái này anh uống này nè. Cái mối này càng nhiều đó, thì nó sẽ làm đỡ tiếng rè của anh em nha. Cái mối này nó giúp cho nó định hình cái lưới lại, còn không nó sẽ bị rè. Rè là rè của hai cái lưới đập vào nhau, cái mí lưới này với lưới này nó đập vào nhau nên nó sẽ rè nè đó. Cho nên là nó rè ở đó, chấm hay càng nhiều thì nó càng cứ im nha nè. Cảnh cắt nên hơi ồn, mình đi ra xa xíu nha nè. Thì cái này lúc mình cũng đã từng đi xuống đây cho anh móc rồi, thì mình móc theo bài của mình, bài trải nghiệm á, nên là nó không có được như ý cho lắm. Thì anh em chơi xe cũng biết mà, cứ hay làm tới làm lui là vậy anh em, gọi là mài á, làm xe là sẽ mài chừng nào ưng ý thôi, như vậy. Giờ cắt ra xong mình sẽ quay cho anh em xem cái ruột nó thế nào ha. Thì cái việc làm bô này á, nó cũng gọi là đơn giản thì cũng đơn giản, mà không đơn giản cũng gọi là không đơn giản, tại vì phải biết ý làm mới được anh em. Thì có anh em nào có nhu cầu móc bô thì ghé ảnh ha, anh ở chân thành nha mọi người. Sửa lại bô, móc bô, thay cổ này kia các thứ đầy đủ nha mọi người, vui vẻ nhiệt tình nha anh em. Đây là số điện thoại của ảnh nè, anh em cần thì anh em cứ gọi số này ha, hoặc là anh em xuống tận nơi càng tốt. Cổ bô inox cũng nhiều đó anh em, titan rồi nè, rất là nhiều loại. Đây winner nè, những cổ titan nhìn đẹp lắm nha, quá đã luôn, nhẹ te luôn, quá nhẹ. Từ khi mà gắn một cái bô lon vô anh em, xe mình rất là nhẹ, nhưng mà khi bán cái bô zin nó nặng nề thêm xíu nữa nha anh em, cái bô zin nó sẽ nặng nề hơn xíu nữa, tại vì nó rất nặng ký, bô zin nó tới mấy kilo là anh em. Rớt cái khúc đầu ra rồi, thì cái này mình để lâu lắm mà cái màu nó cũng xấu xí à. Để có gì mình nhờ anh đánh lại cho mình cho nó đẹp lại ha. Hôm bữa anh đánh cho mình cái cổ bô trên khúc trên nè anh em, mình quay cho anh em xem. Hôm bữa là cái màu giống vậy, cái ảnh xử lý lại cho mình ha. Anh đánh lại xong mình chạy nó lên màu tím, lên màu vàng, tím nhẹ nha, vàng nhìn rất là đẹp ha. Hiện tại cái này nó đang dơ, nếu mà nó mới bóng lên nhìn đẹp đó anh em. Đây mình lao qua được không, hôm bữa nó vàng rất là đẹp luôn, cái này nó dính bụi dơ đó nè, nhìn cái hai cái màu nó khác hẳn luôn anh em thấy không. Cái này mình sẽ kêu anh đánh lại cho mình cho nó đẹp đẽ luôn. Thì khúc này tại sao nó lên màu vậy là do nhiệt độ máy nó cao á anh em, khi nó thoát ở đây nó sẽ làm biến đổi màu ha. Còn khúc dưới đây nhiệt độ máy nó sẽ thấp lại nên nó không có làm đổi màu được. Thì cái cổ này phải cổ R8 hay là một anh em, lúc mà mình đi hai loại này như nhau á. Rồi giờ anh cố gắng anh rớt cái này ra cho mình và làm lại ha. Lưới thì có sẵn rồi, đi lưới 60 ha, trải nghiệm tiếp nha nè. Được không được thì cũng chơi, nói chung là chơi cho biết, sau này anh em hỏi thì chia sẻ với anh em đó, như vậy. Nhiều anh em hỏi mình đó là cái cấu hình như là giả sử như là 62 dân viên đi lưới gì, đi lưới bao nhiêu, chiều dài lưới bao nhiêu, đích bô bao nhiêu đó, 65 đi nhiêu. Thì thiệt tình anh em, cái đó là mình biết sơ sơ thôi. Mình nói chung kiểu là mình thấy anh em bên mình đi vậy á, giả sử như là 62 sẽ đi là tầm 40-42, lưới 40 hoặc 42, có khi 45, tùy theo cái độ nén của cái máy anh em, cái tỷ số nén của máy ha. Đó. Anh em đi nén bao nhiêu thì nó sẽ cho ra cái bô, cái cấu hình bô nó khác nhau anh em, chứ nó cũng không có chung chung với nhau đâu, nói chung là nó xem nhau á. Nhưng mà thường á là anh em móc đúng ý thì anh em sẽ hỏi lò anh em sẽ có những cái bài mài đại độ, cái ba rem của bô nó khác nhau, cho nên là muốn biết thì cứ phải hỏi lò nha anh em, tại vì lò sẽ quyết định nhiều thứ anh em, từ cái nén, từ cái góc này kia đồ lò quyết định hết đó, cho nên là mình chỉ góp ý phần nào thôi anh em.
nào muốn biết tham khảo biết thì hỏi mình thôi, cái mình biết thì mình sẽ nói anh em, còn mình không biết thì anh em cứ đi hỏi chỗ khác vậy nha. Tại vì thường mấy cái này ít ai nói lắm anh em, cái này là cái gọi là cái bài kiếm cơm nè, mánh khóe của người ta, cho nên là người ta sẽ không có kiểu như tung hô tao đi vậy kia, nói chung nó không hay mọi người. Tại vì cũng có những người đi, giả sử như mình đi 45 đi, mình chạy ok, có những người đi 45 là chạy không được, thì tại vì sao, có khi là nén người ta thấp hơn hoặc nén người ta cao hơn. Xem cao quá, nén cao quá mà bô ém quá nó sẽ bị róc máy, còn nén thấp quá mà bô thoáng quá thì nó sẽ bị đuối máy, kiểu vậy anh em. Mấy cái nó sẽ phân phối qua nhau ha, nên là không có nào giống nào hết, anh em chơi cứ hỏi lò nha anh em. Đó, mình thì mình sắp theo kiểu trải nghiệm cho nên là nó sẽ khác. Giờ mình sẽ trải nghiệm tiếp trên cái cây bồ của mình. Hôm bữa lưới như mình nhớ là 67-68 gì á, bây giờ mình bóp lưới là còn 60, mình đi đích 38, mình đi cho cấu hình 68+4 của mình ha. Nén cũng mềm lại đó, nén 12-6 lộn, 12-5, 12-6 gì á, thì mình đi thử cho nó thế nào. Mình trải nghiệm tiếp, lỡ mốt anh em muốn móc thì mình thấy cái cấu hình của mình ok, anh em muốn móc thì móc theo mình, nó ok theo thôi. Quan trọng là trải nghiệm thôi nè, phải có chơi mới có biết đúng không nè, làm lại con nó êm ái hơn được nhiều không ha, đi từ từ nó êm hơn nhiều không ha. Thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ êm hơn rồi nè, tại vì nó bóp đít là mà, bóp đít và lại lưới dài hơn thì nó sẽ giảm âm, giảm ồn được nhiều anh em, như vậy. Rồi bây giờ mình xem anh móc ha, anh đang cắt cái khúc đít để lấy cái ống lưới ra mọi người. Thì cái bô móc rồi á, anh em phải cắt cái đầu, cắt cái đít, anh em mới lấy được cái lưới ra. Cái lưới người ta sẽ dằn ở trong đó, cái lưới dằn cứng thì nó không có sụt sịch, nó sẽ không có rè, còn cái lưới mà dằn không cứng thì nó sẽ bị rè, dài thời gian nó bung banh các thứ nỉ rồi nó bay sạch ra hết nè. Tại hôm bữa mình đi rất là phá, mình đi bách phai các thứ không hợp vô nữa, cho nên là mình nhanh hết nỉ là vậy á. Xe mà đi cái bách phai nhiều thì cái lực bách phai nó rất là căng, anh em nghe đó ha, nó tống ra thì tất nhiên cái nỉ nó sẽ hao hụt theo thời gian nha anh em. Cái bô lon của mình đã từng đem xuống đây cho anh nhồi thêm nỉ vô là vì là mình bách phai quá nhiều anh em, có nhiều chiếc mà bách phai mà văng nỉ ra ngoài nhìn thấy ghê lắm. Nó gọi là nó đốt nỉ á, nó lực nó mạnh quá nó hỏi bay nỉ ra anh em. Xong anh em, giờ rút ra nè anh em. Thì hôm bữa anh nhồi lưới cho mình rất là căng, rất là cứng. Để mình đo thử coi cái lưới hiện tại bên trong mình đang đi bao nhiêu. Đây, đợt trước mình đi 67, này mình bóp là 60. 67 thì máy nó đuối lắm anh em, chạy cái hậu nó không có, cái hậu cảm giác nó đuối lắm, cho nên là mình bỏ luôn, mình đi là 60 ha, cho nó ém lại nha anh em. Thì hôm bữa đi cắm lưới, trong đây ra 60 nha anh em. Đây, từ cổ bô ra 60, đó, đây 65 lộn, 65 xong ra tới khúc này là 67 nha anh em. Nãy mình đo kỹ là 67 thì nó hơi thoáng. Mình bữa mình đi tại đích 32 thôi anh em, phải tính nó ém lại cho nó có hơi nhưng mà khó chịu lắm, chạy không có ưng được anh em. Thì đợt này làm lại là 60, đây là ống 60, có nghĩa là ra 60, ra lưới 60 xong rồi ra lưới 65 nha anh em. Đó, thì mình đi thử cái nó thế nào ha, trải nghiệm đích 40 đi thử cái nó thế nào anh em. Nói chung là mong là nó sẽ ok để đi cho nó êm ái xíu. Là chiều dài lưới mình đang đi là 35 nha anh em, 35 cm á, là gần 2 gang đó, 35 cm nha anh em. Bây giờ ông anh ổng đang làm đồ để ổng cắt lại cho mình ha. Thì cái ống lưới anh em nhìn, hôm bữa là có sơn màu rồi á, mà nay cảm giác nó hơi xét nhẹ anh em đó. Khi anh em rửa xe á, hơi nước nó vô á, bắt đầu nó ứ lại trong đó, nên là nó dễ bị xét anh em. Trong ra ngoài luôn ha, nhiệt độ cũng làm biến đổi nữa, nhiều thứ lắm. Bên trong thì khó xét tại vì nó có nhớt, hở bạc nó ra nhớt với lại khói đốt cái ông xăng này kia cũng phải có miếng nhớt trong đó. Rồi bây giờ để ông anh đồ lại cho mình. Hôm bữa cái dòng này là đang là 60 mấy để chụp cái lưới này, cho nên là nó hơi to. Bây giờ phải bóp lại nữa nè cho nó vừa, cái này nó mới khít lại được, nó không có độ sụp sịch. Rồi mặt trong anh cũng làm cái côn cho nó không bị dội dách, nói chung anh làm ok hết rồi. Em mượn em đây nè, anh làm thiết kế một cái chảo anh em thấy không, nó sẽ đi vô, nó gọi là nó bầu á, khi hơi vô nó sẽ túm lại mà đi ra đây, chứ nó không có gọi là nó vuông dứt. Nó vuông dứt là nó sẽ tạo cái vách dội vô, nó sẽ dính cái vách nó dội lại ha. Còn này là nó có cái chảo nhẹ nè anh em nhìn thấy không, có cái đồ chảo nè,
hơi nó sẽ đi vô đó ha. Hồi nãy giờ ảnh lần quần ảnh làm nãy giờ cũng lâu á anh em, tính ra là cũng bao nhiêu ta, tầm khoảng nửa tiếng rồi anh em, cắt gà này cũng lâu rồi, nửa tiếng rồi đó. Thì bây giờ ảnh hàng dính lại cho mình ha, dính vô xong rồi bắt đầu sẽ đem đi sạch sơn nha anh em, sạch sơn để bảo vệ cái nó đỡ bị sét oxy hóa anh em, còn không có sạch thì nó nhanh sét hơn, còn sạch thì nó lâu sét hơn. Cái lưới này ảnh xài cái lưới hình như là 2 ly rưỡi 3 ly vậy mọi người, cái lưới tầm 2 ly rưỡi hoặc 3 ly gì đó, 3 ly á, dày khoảng 1 ly, cho nên là nó cũng cứng cáp đó anh em, bóp cứng ngắc à, nó không có rè. Còn cái lưới mỏng nó dễ sét và nó dễ rè nha anh em. Rồi đút vô vẫn dài hơn rồi, giờ đi cắt, cắt bớt anh em. À hàng xong mới cắt. Thì coi làm bô cũng vui lắm, ngồi coi cho biết. Nhiều chỗ tới không cho coi đâu anh em, bắt gửi lại rồi tí quay lại lấy. Nên là nhiều khi anh em không biết người ta làm gì xe anh em hết á. Còn cái chỗ của anh Tiền này thoải mái lắm nha, anh em muốn làm ngồi coi cũng được, thoải mái lắm, chứ không có phải bắt buộc là mày gửi lại tí quay lại lấy, trừ khi mà đang kẹt đồ á thì mới kêu là anh em là gửi lại đi rồi tí quay lại lấy hay gì đó. Rồi còn anh em ở đây coi rảnh thì ở đây ngồi coi cũng được, anh không có nói gì hết, dễ dàng, vui vẻ, nhiệt tình. Đây giờ sửa hàng thì giống như này anh em, cho nó giữ cái lưới với lại cái ống sắt ha, nó cố định lại, còn không nó sẽ bị tuôn ra, văng ra hoặc nó rè. Chung cái tình trạng lưới hay bị rè là do cái lưới anh em, bô mà nẹt lên nó phè nó rè là một phần do cái lưới, và cũng một phần nữa là do cái đít bô nữa nè, hai cái. Cho nên là nếu làm kỹ những cái khâu này á, thì cái bô nó sẽ ok nha anh em. Ok anh em, thì anh Tiền mới làm lại cái này cho mình nha. Thì nói chung đó là nãy cái lỗ kia là nó bự hơn, nó định hình cho cái lưới 68 67 á, bây giờ nó định hình lại cho cái lưới 60 nha anh em. Thì nó sẽ cái lưới 60 nó sẽ lọt sẫm vô đây và nó giữ lại, nó không có lắc qua lắc lại ha, nó lắc ít thôi anh em, còn nó rơi nhiều nó sẽ không hay, nó phì phè rè nè. Rồi anh làm lại bằng cái cách này ha, anh mới bóp cái lỗ này lại nè, nãy nó to anh em thấy á, bây giờ nhỏ lại ha. Rồi bây giờ anh vô cái lưới với lại cái đít thử anh em, anh vô thử xong rồi anh mới nhồi nỉ lại. Thì cái nỉ này á, hôm bữa giờ mình đi cũng lâu rồi, mình bắt file cũng nhiều rồi, nhưng mà nó cũng còn ok lắm anh em nè, đen là do khói thôi chứ cũng còn ok lắm. Nỉ này là cũng là nỉ tốt nha, chứ không phải là nỉ bông gòn nha anh em, nỉ bông gòn thì nó sẽ dở hơn, còn này là nỉ thủy tinh cũng tốt. Ok anh em, nhìn tới cái khâu mà hàng cái đầu bô này anh em, cái đầu vào của cái ống này nè, đây thì sẽ hàng dính cái ống sắt vô trong cái đầu bô nha, xong rồi mới tới hàng cái cổ 51 này vô anh em. Thì đúng là cái cấu hình xe mình đi tới 55 lần anh em, mà mình đi 51 à, chứ không là sẽ ra 55, tùy theo người ha, tùy theo canh ha, canh nặng thì nó sẽ đòi hỏi cái cổ bô nó sẽ to hơn, còn canh nhẹ cũng không cần. Anh em có biết đố anh em biết không, ông anh đang làm gì không mọi người? Anh em có thắc mắc không? Thì cái bô mình anh em, lúc giờ là mình đã cắt 3 lần rồi, cho nên là mỗi lần cắt á là nó sẽ hụt đi 2 ly. Đây, 1 ly chứ, 1 ly rưỡi 2 ly, ly 8 2 ly vậy nè anh em. Coi này là như đây, 1 ly 2. Đây, 1 ly 2 nha anh em. Rồi cứ mỗi lần cắt là nó sẽ hụt đi 1 ly 2. Ly 2 là chưa tính dao động nha, dao động nữa cho tính ly rưỡi đi anh em, cho ly rưỡi đi ha. Thì một lần cắt là mất ly rưỡi, thì anh em cắt 3 lần thì nhân ra lên là 4 ly rưỡi anh em, gần 5 ly ha. Thì anh em cắt càng nhiều á thì cái tỷ lệ mà thằng này nó đụng vô này rất là nhiều anh em, rất là cao ha. Zin thì nó sẽ hở ra tầm như đây nè anh em. Đó, zin nó hở tầm này ha. Anh em cắt nhiều quá tới một thời điểm nào đó nó sẽ đụng nhau luôn. Nó đụng nhau, hai cái này nó dính vô nhau luôn vậy nè anh em. Đó. Thì thành ra là nó không có đẹp, nó không có tốt, cho nên là mình nói anh thôi, anh mồi anh đôn ra cho em đi để nó trở lại như cũ. Đó, nó giống vậy nè anh em, nó mới đúng của nó nha anh em. Thì cái mục đích của cái việc cắt này là vậy đó anh em, chứ hàng thím này vô là vậy đó, chứ không phải là hàng cho vui đâu nha anh em.
Tí nữa sẽ mài lại nữa cho nó phẳng lại nữa anh em. Giờ tới chiên mục. Nồi nỉ nha anh em. Thì cái nỉ bữa giờ mình xài là cái loại này nè anh em. Còn có một cái loại xịn hơn nữa. Mình nói thôi anh lời thế rồi thì cho mình, thì mình thấy nó vừa được rồi. Còn cái kia thì nó quá xịn nè anh em. Cái như là một cái bao bố anh em. Thì cái kia nó mắc tiền hơn cái này nhiều. Nên là giá thành nó sẽ cao hơn ha, làm cái bô nó sẽ cao hơn. Còn mình đi mình thấy cái này cũng ok rồi anh em. Nếu mà anh em chạy không bắt phai nhiều thì nó cũng không đến nổi đâu. Còn anh em bắt phai nhiều thì khả năng nó sẽ cháy. Tại vì cái này nó không chịu được lửa lớn anh em. Một quẹt khò là nó sẽ bị cháy ha, nó quýu quá, nó không có chịu nhiệt nổi đâu. Bình thường thì nó dư sức anh em, tại vì nó ấm mà không bao giờ cháy nổi đâu anh em. Trừ khi anh em bắt phai nó hao dữ thôi. Rồi giờ mình nhồi cho mình ha, xong rồi tí nữa xong hết mình sẽ gắn xe nổ máy nha anh em. Ok anh em, đây là tới cái bước mà hàng đứt bô lại nha mọi người. Thì hàng mà cái máy hàng tích nên nó rất, nó cũng đẹp anh em, nó không có giống như hàng điện như trước. Hàng gió đá trước này kia nó không có đẹp. Nên có máy hàng tích hàng nó đẹp hơn anh em, nhìn nó đã lắm. Chất lượng. Nhìn chảy khe liền. Hợp lý liền. Nãy anh có mồi ra cho mình ha. Đây là cái dấu zin hàng này anh em. Hàng này giống như kiểu hàng dây á. Cái này là hàng tích mồi que nha anh em. Mình thích inox mồi que. Ok anh em. Cái bô mà anh đóng hàng xong rồi nha mọi người. Thì mới đánh cái cổ lại nó trắng này nè. Thì mình để mình đi, mình để tạm vậy đi, về nhà long đền trước. Về nhà mình sơn lại cái bô luôn cho nó mới anh em. Thì nói chung nó cũng đang trong quá trình trải nghiệm nha, chứ chưa biết là nó có chạy tốt hay không, phải dyno và phải chạy thực tế mới biết được anh em. Bây giờ vấn đề cái chuẩn bị là hồi hộp sắp tới là nổ hư cơ nó hay không anh em. Lưới thì dài cho êm á, mình nói ảnh làm lưới dài cho êm á, lưới 35 rồi anh em, 35 cm ha. Đây đang đang ráp anh em, nói chung là đất đỏ rồi còn dính nhiều lắm trong vòng đây nè, ghê không, trong đây đất đỏ dính nhiều quá, rửa lại nữa anh em xíu là ok hết rồi. Giờ tới quá trình nổ máy thôi. Ok chưa, bên đây nghỉ ngơi, bên đây hơi khó nên là dây đứt vườn sao nổ anh em. Hàng sớm hơi khó tính. Trời. Rồi dứt thử ha. Khúc này là cái khúc ăn tiền nè. Dữ ạ. Chưa nắng nổ hơi ghê. Phải dyno lại mà. Nghe lực ghê anh em. Lực quá, lực quá. Cũng không có êm lắm anh em ơi. Cũng không khác gì cái lon hết à. Đít 38 mà nó la dữ vậy ta. Nhà tại trong nhà ta. Đít 38 mà anh em. Đít 38, cổ cũng 38 luôn. 38, 42, 51, 60, 60, ống 60, lưới 60. Là đít 38.
Nhất cái nách thiệt. Thôi kệ đi, dyno lại đi là tính. Giờ tương đối thôi anh em. Mà mình nghĩ là lăn bánh thì nó sẽ êm hơn anh em. Lăn bánh chạy có tải thì nó sẽ êm hơn là cái bô lon này. Bô lon này nó vẫn la hơn anh em, tại cái đích nó bự mình. Anh em nhìn nè, đích nó tới 50 mấy rồi anh em. Tất nhiên là nó sẽ la hơn á. Rồi, tí nữa mình đi sắp xếp công việc mình đi dyno luôn rồi tính tiếp anh em. Giờ tạm ổn ha, để tính tiền với ông anh. Thì có gì coi nó thế nào tính tiếp. Về thôi anh em ơi. Ok anh em, xong rồi anh em, về thôi anh em ơi. Thì mình phải đi dyno lại nữa nó mới đúng xăng anh em. Còn bây giờ hiện tại là xăng nó không đúng á. Xăng nó vẫn sai, thế nào nó cũng có chỗ dư chỗ thiếu anh em. Quá dư xăng. dư xăng. Từ cái thằng thoáng qua cái thằng ém nó sẽ dư xăng nha anh em. Dư xăng nó rật lại luôn anh em. Ghê thiệt. Này dyno kiểm xăng cũng nhanh lắm mọi người. Những cái tiệm mà hay dyno là người ta sẽ kiểm lẹ lắm. Bô cũng không gọi là quá im. Được thôi anh em. Tại vì mình sắp cái lứ là nó ra cũng là nhỏ nên là nó nén hơi nó nhiều anh em. Lứ to thì là chạy không nổi nhưng mà lại im hơn. Dư nè anh em nghe không? Nè cho anh em nghe cái khoảng dư xăng nè. Đó anh em nghe không? Nghe không nghe không? Dư xăng đó nè, nè dư nè. Dư cái khoảng đó đó, anh em thấy không, xe tịt đi đó anh em. Đó là cái dư đó ha. Thì anh em nào chơi xe nhiều cũng biết. Thiếu thì nó sẽ liệm nha anh em. Thiếu nó liệm nặng lắm. Dư nhiều cũng liệm nặng nha anh em. Nói chung là hai cái ranh giới đó nó xem với nhau đó, cho nên là nhiều anh em sẽ bị lẫn lộn ha. Và anh em kéo, khi mà nó dư anh em kéo không sao. Còn thiếu anh em kéo nó sẽ lúp nha. Lúp là dính xúc bắp này kia rồi đó. Rồi là lúp á. Còn cái vấn đề từ cái bô thoáng qua cái bô ém là nó sẽ dư xăng nhiều anh em. Từ cái bô ém ra bô thoáng á. Thôi lộn, bô thoáng ra bô ém. Bô ém nó sẽ đỡ là hao xăng hơn, bô thoáng nó sẽ dư xăng, nó sẽ hao xăng hơn nha anh em. Thì từ cái bô thoáng ra bô ém nó sẽ dư xăng. Bô ém ra bô thoáng nó sẽ thiếu xăng. Mình muốn dyno là cho nó mượt mà lại thôi. Chắc hôm khác mình sắp xếp mình lên, còn bây giờ vậy là ok rồi anh em. Wow, gắn cái bô im vô cái nó giọng nồi. Nghe cái tiếng giọng nồi rõ luôn á nè. Ghê thiệt. Đây cho anh em nghe tiếng bô nè. Cho anh em nghe thử cái tiếng bô ha. Vẫn là êm hơn cái lon nha nè. Êm hơn nhiều luôn á. Garanti cao nên nó nghe nó lực. Chứ thực tế nó vẫn êm hơn cái lon. Xong thì thử dằn nhẹ một ga, kéo nhẹ hướng ga, ngâm thử coi nó thế nào là biết rồi nè. Bật GPS lên là biết rồi, biết nó có ok không rồi nè. Thì mình nghĩ là nó cũng được phải 8-10 với cái lon ha. Nhiều khi mà canh ok thì nó xem nhau luôn rồi nè. Rồi ok, video cũng dài rồi. Bữa nay quay cho anh em cái quá trình móc bô, sửa bô lại của xe mình ha. Thì có gì để mình sắp xếp mình đi dyno lại. Thì video này cũng dài rồi, có gì mình sẽ kết thúc video đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau nha. Cảm ơn anh em nhiều, bye anh em nha.